Hello cả nhà, chào mừng các bạn đã đến với kênh TV Ba Thạch. Lời nói đầu tiên, mến chúc sức khỏe anh chị em yêu lan trên mọi miền tổ quốc nha. Bữa nay em hướng dẫn cho cả nhà mình cách chăm sao mà nó đẻ nhiều đẻ khủng. Cái bụi này là em mới chăm nay tầm nói chung 7 tháng thôi. Hồi đó có hai tép thôi. Bên đây thì tép già, bên kia thì hai tép nhỏ. Bây giờ nó đẻ tầm mười mấy thôi. Anh chị em xem like, bình luận, comment lên được mình giao lưu cho anh chị em một hai củ về sưu tầm sao. Nói về cây kiếm đẻ nhiều đẻ khủng là cây kiếm này, kiếm tiên vũ nha anh em, kiếm rừng tiên, nói chung kiếm rừng có tên là dòng tiên vũ, nó đẻ là thôi khỏi lo. Chăm hồi cái tháng giêng á, mà nay cho tới tháng 8 rồi, nay là rằm tháng 8 chạy như 7 tháng mấy, mà nay nó đẻ tính ra mười mấy thằng, đẻ nhiều thiệt. Hôm nay em làm cái clip em muốn tách cây chiết cây á, để nói về cây lan kiếm là nó dễ thần dễ chăm lắm anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tách chiết cho cả nhà mình cùng xem nha. Tách chiết lấy ra bớt cái bụi này nó khủng quá. Rồi ra hết bè nè, đó, lấy ra bớt, thì riêng bên đây, mình sẽ lấy tiếp, mình sẽ tắt tiếp, tiếp. Bứt rễ luôn không sao nha anh em, đây bứt rễ luôn, chúng mình vệ sinh lại, mình kết rễ lại, thấy bớt ra chứ nhiều quá, nhiều quá nó nuôi không nổi, thấy bớt ra thời gian nó đẻ lại bít nữa, mau đẻ lắm anh em, thấy mấy củ to rồi. Đường lấy bớt ra nó mới đẻ nhiều, mau đẻ dữ vậy, đầy chậu tươi lẻ. Đây. Chả cần rễ cho nó, cắt bỏ hết khỏi cần rễ luôn. Đó. Lấy ra nguyên bụi rồi anh em ơi. Cái này để coi lấy bớt ra thế. Tìm ra ăn cũ hay cũ. À, vậy được rồi anh em ơi. Vậy còn lại bụi này thấy thấy ổn không anh em? Rồi thôi bụi này mình để đi, mình không tách nữa. Tách như đây đủ rồi, đây. Ừ. Đó, có anh em nào cần giống vô giống comment xuống. Cần gì á còn anh em comment cho mình thấy. À.
chung anh em cần gì anh em cứ comment cho mình thấy nha. Mấy bụi vàng Tây Ninh rồi nè, mướt mượt luôn, vàng Tây Ninh, Phan Trí Sàn, xanh quế gì đó có đầy đủ, quỷ hoàng kiếm gì á, anh em cần loại nào anh em cứ comment nè. Mai Hoa Tiên Vũ, các loại khác nè, mấy cái con trâu khủng này, trâu rừng khủng, có anh em nào cần á mình bán luôn, giao lưu với anh em luôn. Đây này là toàn là trâu trâu rừng không nha anh em, chứ không có phải hàng cấy mô công nghiệp gì hết, hàng rừng toàn bộ. Anh em thấy kênh mình hay ủng hộ mình nha, nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều dòng lan khác nha anh em. Rồi quay lại với vườn trước, mến chào anh em nha. Đây là mấy cái bản lá to, lá khủng, lá dày nè, cực dày to mà khủng rất đẹp. Đó, mấy bụi tác phẩm của mình nè. Đây là khu vực ở trước, anh em nào cùng đam mê á, cứ thấy cái nào mê cái nào anh em cứ nhắn với mình, comment lên. Còn mấy anh em cứ điện thẳng cho mình là 0909 434167 để biết thêm nhiều loại nữa nha. Ngày mới chúc cả nhà mình mạnh khỏe, làm ăn phát tài, thành công trên mọi lĩnh vực nha. Anh em nhớ ủng hộ theo dõi để biết thêm nhiều loại lan khác nha anh em ơi. Mình còn nhiều loại dữ lắm. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi chào tất cả bà con nha. Mình chúc sức khỏe anh chị em mình nha.